Ok, xin chào tất cả em đã trở lại kênh Khải anh em ơi. Lần này thì Khải mua cho chuyện kháng cả 10 hợp mộng anh em. Cái 10 hợp mộng thì Khải mang thì cũng được ít hơn lôi. Mua 10 kim cũng được anh em, vài trăm nghìn. Đó, ok. Nếu mà xài cho chuyện này thì Khải sẽ tìm một cái áo kim nào đẹp đẹp một tí lên đảo sâu anh em. Thì mua một ở đây thôi cũng chưa kích được. Tại vì Khải đang đi theo hướng này thì vẫn không kích được anh em. Nó không kích được. Đi này thì gia truyền, nếu mà được gia truyền kim thì nó là nhỉnh hơn, gia truyền kim nó là ngon hơn. Mà cái này cũng được, không sao. Thay qua cái áo, thay lại cái áo khác. Áo này ra bán đó. Thay qua áo khác. Thì sẽ đổi như Khải sau cái buổi tống kim hôm Khải vừa rồi, Khải 4 tống kim thì đây nè, 80 chậm. Đó, 80 chón. Đó. Còn lại là hờ mọc, khăn lôi 24 kim. Rồi gia truyền này nó mua. Chung là nếu mà mang cái truyền này kháng cả 10 lên thì Khải sẽ mang cái áo hờ kim cho nè. Khải mang áo hờ kim thì nó sẽ được thêm 10 kháng tất cả cho những cái phòng thủ khác. Chung chắc chắn khăn lôi Khải sẽ bị đi xuống. Khăn lôi sẽ bị đi xuống khoảng tầm mất khăn lôi, ví dụ áo này 19 thì mang cái truyền này thì 17 đi, thì nó sẽ mất 2 khăn lôi. Thì chắc chắn trong người Khải sẽ còn khăn lôi 51 mà thôi. Khăn lôi 51 và tất cả cái phòng thủ kháng hàng cũng như kháng hỏa và kháng độc lên kháng cả 10 đó. Thôi không sao, lên đường tới nhưng mà mình cảm giác nó đi nó sẽ ok hơn. Rồi, 10 kim mang tạm được nè. Rồi, đó cứ lên đồ nào đẹp đẹp hãy cho anh em xem. Còn như hôm trước thì cái đai lưng này phải mua cũng vài kim, nó này cũng 2-3 kim thôi. Bao tay này nó cũng 4 đêm, bao tay này thì mua 7 kim. Cái vũ khí này cũng mua 7 kim. Nhưng mà Khải không làm video tại vì mấy món này 7 kim so với 7 kim thì nó tầm 500 nghìn đến 600 nghìn thôi nè. Nó khá là rẻ. Ở server nói thiệt anh em luôn, nếu anh em nào mà ở server trước anh em xem Khải chơi á thì một món đồ có thể từ 2 đến 3 triệu, có thể 5 đến 7 triệu một món. Nhưng mà ở server này thì anh em có thể chơi với một món đồ trung bình 500 nghìn, 700 nghìn. Cũng có thể là 1 triệu, 2 triệu, cũng có thể là mười mấy 20 triệu. Nhưng mà so với tầm này, đồ như thế này Khải chơi vẫn ok rồi nè. Một món đồ chỉ tầm vài trăm nghìn thôi nè. Chung là ở server đồ xanh này đồ thì chơi rất là rẻ tiền. Đó, chúng phải như bên Hồng Kiều Môn Phái. Chung là server, mỗi server nó một cái hay thôi nè. Nhiều anh em xem server này bảo Khải xong đầu tư này nói thiệt anh em là không có đồ để mua, chứ không phải là không đầu tư, tại vì là không có đồ đó. Tại vì xem mới gần một tháng nữa, chứ nếu mà có đồ nào xịn xịn đẹp đẹp cũng cố gắng mua sắm cho nó khỏe nè. Chứ server này thiệt tình là rất khó, không có đồ mà mua nè. Rồi, ok anh em xem video đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đó, Khải thì hay like vào lúc 7:30 tối hàng ngày, anh em cứ rảnh rảnh cho một like ủng hộ chơi, tối lại lên like với Khải chơi nha anh em.